một cái vị tướng mà có thể nói là có hai dạng kỹ năng combo ánh sáng cũng như là bóng tối, anh em thấy không? Mở bật biểu tượng cảm xúc cân đôi CC, cân cả Tywill luôn. Sẽ trang bị ở kìa. À, nháy đèn à bạn ơi. Ôi nháy đèn. Rồi, con Cecilia nó thích nháy đèn lúc đấy đúng không ạ? À, nháy để xem nào, áp sát này, chạy cái lông nách nháy đèn này. Ôi, con sông quê, ôi, chủ ghế nhục. Come and join in my dream world. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ để mà cùng đến với gameplay mà Mỡ làm cũng đã trải qua một khoảng thời gian rồi. Mỡ không có ngó ngàng đến một trong những cái cô em cực kỳ xinh xắn cute và sở hữu cho mình những cái trang phục xịn sò ở trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta, đó chính là cái cô em Lunox. Ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc gọi là Lunox có những cái trang phục rất là đẹp đúng không ạ? Nào là Lunox, để Mỡ nhớ xem là những cái tên của những cái trang phục đấy là gì ta? Thiên bình này, hồ điệp thánh sứ này, rồi thì đôi mắt vĩnh hằng các thứ kiểu đồ. Thì hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó chính là một cái trang phục từ ngày xưa 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 của Lunox rồi. Đó là Lunox ánh sao tàn diệp tiên, một cái trang phục mà có thể nói là Mỡ nhìn vào cái ngoại này Mỡ thấy giống anime cực kỳ luôn, cực kỳ xinh xắn. Và ở trong trận đấu này Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Lunox để đối đầu với đó là những cái vị tướng kiểu như Sicilian Team bạn rồi thì Tywill. Nhưng mà anh em có thấy cái lối đánh của Mỡ cầm một Lunox hổ báo không ạ? Úi xổ ơi, dăm ba mấy cái thằng Tywill, dăm ba mấy thằng CC. Úi rồi tưởng bắt nạt, ui đẩy cũng kinh đấy anh em. Nhưng mà không ra gì cả, Mỡ vẫn chơi được. Quay ngược trở lại trả sát thương, bắn lại một mình Mỡ cân đôi. Và ở kìa, Bruno hôm nay làm gì đây? Hổ báo nha, sẽ là hồi chiều phân chia vũ trụ và sau đó là cái công kích hỗn mang bắn thêm cái nhẹ. Mạng đầu tiên là thuộc dành cho Mỡ, Mỡ vẫn quay lại Mỡ treo này, lưu lưu làm gì được Mỡ. Ừ đấy, thì hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em cách chơi của Lunox, một trong những cái vị tướng pháp sư mà có thể nói là có cho mình một cái lối đánh cực kỳ hổ báo. Và bên cạnh đấy là một trong những cái vị tướng pháp sư mà càng về late game càng mạnh với cái lượng sát thương. Ơ kìa, sao ông Tywill chui từ đâu ra nhỉ? Hey, hey, hồi mộng. Ui, nhưng không sao, đã là có mạng đến từ vị trí của Tywill rồi. Tuy nhiên là cái tình huống vừa xong là Mỡ đánh hơi láo với cả hơi hổ báo một tí. Nhưng mà để mà đánh cái con Lunox này thì Mỡ nghĩ rằng anh em cũng cần phải có được cho mình cái lối chơi kiểu kiểu là như Mỡ vậy. Bởi vì đôi khi cái con Lunox nó sẽ cần những cái pha lao vào một cái lối đánh liều mạng. À, bên cạnh đấy nhiều anh em sẽ bảo với Mỡ rằng là ủa anh Mỡ ơi, sao cái hôm nay cái màn hình giao diện game nó bị khác khác, xong rồi nó lại còn bị kẻ kẻ bên cạnh xung quanh như thế này. Thì cũng muốn chia sẻ thêm với anh em là hôm nay Mỡ quay nhưng Mỡ ghi hình nhầm màn hình. Bình thường cái màn hình mà Mỡ ghi là 1920x1080, màn hình full 1080 HD, full 1080p á. Nhưng mà trong cái màn hình này của Mỡ là Mỡ ghi ở trên màn hình 1920x1200, tức là cái kích thước nó bị khác. Cho nên là khi mà Mỡ đẩy lên cái màn hình Full HD thì nó sẽ bị trắng hai bên, với cả nó hơi kiểu bị dẹt dẹt ý. Thì rất mong anh em thông cảm, từ những cái video clip sau Mỡ sẽ có cái sự chỉnh sửa. Rồi, đó là toàn bộ những cái gì mà Mỡ chia sẻ với anh em. Rồi thì Lunox, một cái vị tướng mà có thể nói là có hai dạng kỹ năng combo ánh sáng cũng như là bóng tối. Anh em thấy không? Mỡ bật biểu tượng cảm xúc cân đôi CC, cân cả Tywill luôn. Sẽ trang bị ở kìa. À, nháy đèn à bạn ơi. Ôi, nháy đèn. Bài học đầu tiên mà các ông mà tôi muốn chia sẻ với các ông đây, đấy là các ông muốn nháy đèn thì chắc chắn điều đầu tiên các ông cần phải quan tâm đến ý là trình của các ông phải hơn kẻ địch các ông ạ. Chứ bây giờ mà các ông nháy đèn mà kiểu bị hành cho thì ôi con sông quê, ôi trùng kế nhục lắm các ông. Rồi, giao tranh được nổ ra, ga tốt nhảy không trùng ai cả. Tuy nhiên anh ta cũng đã lùi được về trong tình huống này. Mỡ sẽ gọi là tiện ăn đi mấy cục máu đến từ cái việc bỏ lại của Moscow, sau đó cắn thêm cái bình hồi máu quay lại giao tranh. Ê, bạn CC liền là nháy đèn Mỡ đúng không? Nháy đèn xong bị Mỡ hạ là quê lắm nha. Rồi, đang là tập trung khá đông các thành viên của team bạn ở gần cái hang rùa, thậm chí là Mỡ có mặt ở đây. Mỡ thấy có Tywill
Will. Yu dòng anh ta lao ra, mở kích hoạt chiêu cuối cùng kích hỗn mang và đang trả ra thương dạng bóng tối liên tục vào mặt của Tai Will. Anh ta bày màu cũ đi trở lại, toát là mỡ cần phải tích chuyển sang dạng ánh sáng ngay lập tức để mà tham gia giao tranh. Ui bắt mỡ á, ui sồi ôi, bắt mỡ thì đợi đến sáng mai. Mỡ vẫn còn sống. Ơ kìa, vẫn đuổi mỡ hả? Ui này, đuổi mỡ là mỡ quay lại, mỡ nhây nha. Chiêu cuối dạng bóng tối công kích hỗn mang của mỡ là sắp hồi xong. Và mỡ sẽ dùng cái nhịp điệu ánh sao đến từ cái chiêu 1, cái chiêu màu vàng vàng ấy để mỡ hồi lại máu. Bởi vì anh em nên biết rằng cái con Lunox này là một trong những cái vị tướng mà vừa có khả năng công vừa có khả năng thủ. Công là đến từ bộ kỹ năng dạo bóng tối màu tím đấy anh em, còn thủ là đến từ bộ kỹ năng màu vàng. Thì cái khả năng hồi máu của Lunox đang là một trong những cái khả năng hồi máu có thể nói là ổn nhất nhì trong giới pháp sư. Khi mà càng nhiều mục tiêu thì Lunox hồi máu càng ổn. Và cái set trang bị này mà mỡ chia sẻ với anh em ý là mỡ cầm cái tụ cầu năng lượng ấy là để cho cái khả năng hồi máu của Lunox nó được đẩy lên một cái tầm cực kỳ cao. Rồi, sẽ là giao tranh ở phần trong hang bùa rùa. Mỡ thấy có thông tin lấy được bùa đến từ vị trí của Moskov và anh ta lùi được về thành công một cái pha lùi đánh khá là hổ báo. Mỡ để xem mỡ sẽ đánh kiểu gì đây. À đường dưới, ui dồi ôi, thôi xong anh em thấy không? Cứ y như rằng lúc nào ông nào nháy đèn là ông đấy lại cũ đi chân lạnh toát ngay. Ố con sông quê, đấy là cái vị tướng nhu dòng. Nhưng có mỡ xuống công kích hỗn mang, mỡ trả ra thương và đó là Bruno. Anh ta bay màu, mỡ đánh rất tự tin và đánh cực láo ở trong cái tình huống này. Úi xồi, cái gì cơ ạ? Ui mỡ cần cần ba luôn anh em. Dằm mỡ này bất biểu tượng cảm xúc này. Ơ làm gì được mỡ? Úi xồi ôi, anh em thấy mỡ đánh Lunox. Anh em thấy con pháp sư đánh láo với con Lunox anh em. Ui mỡ cân này, ui xồi ôi, ùn đầy. Ùn đầy với chúng tôi. Cái gì cơ ạ? Ui mỡ cân cả đôi. Con CC này á. Bố lão. Ai mất tốc biến ngay anh em. Nó lại nháy đèn. Tôi thấy rồi anh em ạ, nó lại nháy đèn. Rồi ok. Người khôn thì hót tiếng rảnh rang, còn người ngờ u thì đi nháy đèn xong rồi đi fit, các ông hiểu không? Nháy đèn nó không phải là cái tội, nhưng các ông nháy đèn xong các ông bị team nó hành cho thì ôi con sông quê, ôi trùng khế nhục lắm các ông. Rồi, để con CC đấy tí nữa mỡ hành nó, di chuyển lên đường trên nha. Để xem này, đường trên có đó là cái vị tướng Paquito, anh ta đấm tung lung tờ lưa nhưng mà ôi trời ơi, đấm kiểu gì, ông Gilson này bị đấm chết bố rồi, vãi nồi thật, khổ thật. Một cái pha gọi là ôi dồi ôi, Thai Will ra, ôi Thai Will cầm kiếm, ui ở đây lại còn có cả Bruno các anh em ạ. Thôi, chuyển về dạng ánh sáng lặn xuống để tránh cái lượng sát thương dồn vào đến từ Paquito, sau đó quay ngược trở lại trả sát thương, đang là cái cú ping ra Yu dòng ở dạng hắc long chân thể nhồng vào, và mỡ ở đây vẫn còn chiều cuối dạng bóng tối, sẽ là nhảy lên ở trong cái tình huống này, dồn sát thương vào đầu của đó là cái vị tướng Paquito, anh ta bay màu, tiếp theo đó là Thai Will, và ở đây một feed đến từ công kích hỗn mang, tức là cái chiêu dạng dạng bóng tối và mạng thứ 5 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Và cuối cùng sẽ là quét sạch thành viên cuối cùng về lại bàn điểm số, đó chính là cái vị tướng Paquito. Ôi, thế là cái con sông quê rồi, trùng khế nhục luôn anh em. Nói thật với anh em ý là ở trong cái trận đấu này team bạn cũng như là team mỡ có hai cái vị tướng pháp sư thiên về giai đoạn late game hơn, đó chính là Lunox cũng như là Cecilian. Đây là những cái chất tướng pháp sư thiên về late game hẳn anh em nha. Khi mà cái kỹ năng công kích hỗn mang của con Lunox bây giờ đấy, nó sẽ gây sát thương dựa trên cái phần trăm máu của kẻ địch nó đang có, anh em hiểu không ạ? Tức là về late game máu kẻ địch càng trâu thì những cái công kích hỗn mang của chúng bị con Lunox ấy bắn càng thấm. Và đặc biệt ở đây anh em nên nhớ rằng về cuối game ấy, con Lunox nó bắn lót thì đừng hỏi luôn, thề với anh em luôn, lượng sát thương của con Lunox này nó dồn vào đến từ những cái mục tiêu nhiều máu kiểu như là lót hay là rùa ấy, thốn cực kỳ. Nhưng ở trong cái tình huống này là mỡ sẽ cần phải để kỹ năng lại để mà đánh nhau này. Paquito, anh ta nhồng vào đấm rùa và khả năng cao xung quanh sẽ có những vị tướng như Tai Will cùng với đó là CC chẳng hạn, nhưng mỡ sẽ đứng ở đây để xem tình thế nha. Nhảy chiêu cuối dạng bóng tối, chuyển ánh sáng và bật sang chiêu cuối dạng ánh sáng. Mỡ dùng cái combo liên hoàn chiêu cuối của Lunox và mạng thứ 6 của mỡ đến từ cái vị tướng Tai Will. Cái con rùa này sẽ được team mỡ ăn sớm thôi, bởi vì team bạn mất tanh, mất đam đầu dĩ rồi và mỡ có được cái mạng thứ 6 ở trong cái trận đấu này. Ở từ đầu game thấy nháy đèn kinh lắm nhỉ. Chơi game thật ra ấy, mấy cái tình huống vừa xong là mỡ cũng để ý kỹ lắm anh em. Bởi vì bản thân mỡ về cơ bản kẻ địch nó cũng đâu định nháy đèn với mỡ đâu. Mỡ là thằng nháy trước của anh em, mỡ là thằng bật biểu tượng cảm xúc. Còn nháy đèn là đến từ cái con CC team bạn. Nhưng mà tầm này nói thật với anh em là CC chưa xanh là mỡ đã xanh rồi. Đường dưới là mỡ thấy có đó là cái vị tướng Forbes. Anh ta nhảy vào chiêu cuối mỡ, nhưng anh ta chỉ được nhảy một lần thôi, bởi vì mỡ nhảy một lần chứ mấy. Và thế là anh ta cụ đi chơi lạnh toát luôn.
Uầy, cái con pháp sư đường giữa phút thứ 8 và tận 7 mà hạ gục như thế này thôi lại là một cái chất tường gánh team đến từ vị trí của top mỡ rồi. Giao tranh nổ ra ở đây, úi rồi làm gì vậy bro? Thế là xong, Bruno cũng đi chân lạnh toát và đó chính là cái ưu điểm đến từ Lunox anh em ạ. Chiếu cuối dạng bóng tối nhảy lên, 2-3 bắn và CC bay màu không? Câu trả lời ở đây là ui con CC nó thoát kìa anh em kìa. Suýt chút nữa mỡ cũng bị lên bảng điểm số. Tuy nhiên có sự hỗ trợ đến từ những cái người đồng đội của mỡ và mỡ đã thoát được khỏi ở trong cái tình huống vừa xong rồi. Giao tranh nổ ra, team bạn mất hai thành viên, team mỡ chưa mất và nằm xuống một ai cả. Và có lẽ như là team mỡ họ vẫn chưa muốn dừng lại tại đây, họ vẫn đang muốn đánh nhau, đang làm cái pha 1v1 giữa Forbius và Yu Zhong. Tuy nhiên thì cái cặp đấu này có vẻ như là khá cân tài cân sức khi mà không có cái vị tướng nào có khả năng hạ gục đi được ai cả. Mỡ có mặt đây, anh em thấy mỡ đánh nhây không? Đánh cực nhây luôn, máu rất ít nhưng vẫn đánh rất nhây. Đang là hồi máu lại đến từ cái chiêu bột nhịp điệu ánh sao. Và team của mỡ thì cũng dồn lại hết xuống cái đường dưới này rồi. Mỡ chỉnh lại set đồ một tí nha. Ở đây là Moscow anh ta nhảy vào găm choáng được đó là Paki Phobius. Và sau đó là anh ta hạ gục đi được Bruno. Và mỡ có được cho mình đó là cái mạng hỗ trợ thứ 6 thôi. Máu của mỡ là hơi ít rồi nhưng mà từ từ khoan, chưa về. Thế đây này, nhảy lên với chiêu cuối dạng công kích hỗn mang này và bắn bắn thẳng vào đó là Tywill luôn. Mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 9 ở trong cái trận đấu này. Và anh em đã thấy được cái sức mạnh của con Lunox chưa? Không phải con Lunox này nó sợ những cái thằng nhiều máu đâu. Anh em hoàn toàn có thể dùng con Lunox để mà counter con Barad cũng được nha. Bởi vì cái công kích hỗn mang của con Lunox là một cái kỹ năng thiên về việc gây sát thương theo phần trăm máu, tức là càng về late game con Lunox này càng mạnh. Nhưng mà dĩ nhiên là đầu game con Lunox này nó vẫn khỏe thôi, nhưng mà nó vẫn khỏe một cái chừng mực nào đó anh em ạ, chứ không phải là nó quá khỏe được. Bởi vì là Muntu đã chỉnh sửa cái ngưỡng sức mạnh của con Lunox này, nó thiên về giai đoạn cuối game anh em. Đó, rồi ở đường trên mỡ đang thấy có Paquito, anh chàng này khá tự tin, nhưng mỡ còn tự tin hơn, nhảy lên chiêu cuối bóng tối này, úi sồi ôi mượt anh em. Đây là cái combo mà anh em nên nhớ rằng là ở rank cao người ta hay dùng đến từ cái vị tướng Lunox này, tức là anh em sẽ nhảy vào cái chiêu cuối dạng bóng tối, anh em hiểu không ạ? Sau đó anh em hãy nhanh tay kích hoạt chiêu 1 để chuyển từ dạng bóng tối sang ánh sáng, được chưa? Sau đó anh em hãy dùng chiêu cuối dạng ánh sáng ngay lập tức, bởi vì về cơ bản giai đoạn cuối hiệp ơ kìa ơi chúng ta dạ ơi toàn bố anh em ạ. Thôi không sao, một cái pha đánh hơi láo đấy từ vị trí của mỡ. Thì mỡ đang định nói dở ấy là ở trong những cái trận đấu rank cao ấy thì cái combo kích hoạt cả hai chiêu cuối của Lunox nó đang là cái combo phổ biến và hầu như là lúc nào cũng phải dùng đến từ cái cô nàng Lunox này, anh em hiểu không ạ? Ở đây có Forbius anh em này, để mỡ nhảy lên nha. Sổ ôi tốc biến chiêu cuối dạng bóng tối và mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 10 ở trong trận này, đánh láo anh em đấy. Nhưng mà phải có những cái tình huống như thế thì anh em mới thấy được rằng là cái khả năng dồn đao của con Lunox này không. Anh em đừng nghĩ rằng là team bạn cầm những cái trang bị kiểu như cái khiên thần hay giáp hoàng kim là counter được con Lunox này nha, chưa chắc đâu. Bởi vì khả năng dồn sát thương của Lunox là đến từ cái lượng gọi là phần trăm máu của kẻ địch mà anh em. Rồi, mọi sẽ đứng lại một tí bởi vì cái thằng Tywill nó cầm cái khiên bất tử với cả nó cầm cái khiên thần nó đi vào như bố đời anh em ạ. Mỡ cần phải lùi về. Cái con lót nó đã đi theo mang lên cái đường lính cường hóa ở đường giữa và khả năng cao team mỡ sẽ muốn gọi là giao tranh ở đây để mà lấy đi cho mình từ 1 đến 2 cái giàn trụ và qua đó tạo tiền đề để mà giành chiến thắng. Đấy. Cái con Lunox này thật với anh em ý là ở trong trận đấu rank cao ấy mà anh em combo theo kiểu anh em nhảy chiêu cuối lên xong anh em bắn mấy cái ấy, thì anh em rất dễ bị chọn làm mục tiêu. Nói thật với anh em là như vậy luôn. Bởi vì khi mà cái con Lunox nó ở dạng chiêu cuối mà nó nhảy lên ý thì đấy chính là cái khoảnh khắc mà cái con Lunox này nó mỏng nhất, anh em hiểu không ạ? Cái địch mà thấy Lunox ấy mà đang có 2 stack bóng tối ý, thì tụi nó sẵn sàng dồn sát thương vào Lunox. Bởi vì Lunox nó sẽ mất tổng cộng tối đa là 4 giây để mà có thể chuyển được sang cái chiêu cuối dạng ánh sáng, tức là cái kỹ năng bất tử ý. Đó. Cho nên ở trong những cái tình huống kiểu như này này thì anh em mới có thể tự tin dồn sát thương, anh em thấy không? Ủa sổ ôi, một con Paquito với cái khiên thần bị Lunox dồn sát thương cho gần dẻo luôn anh em ạ. Và nên nhớ rằng là bây giờ chưa phải giai đoạn cuối game nha. Cuối game tí nữa Paquito có đồ mà xem nó phịt đau cực. À không, chẳng cần phải chơi đến tí nữa là kiểu có lót ra ấy, mỡ sẽ dùng cái con Lunox này dùng cái chiêu cuối, cái chất tự hỗn mang rồi bắn công kích hỗn mang liên tục để mà dồn sát thương cho anh em xem. Combo con Lunox này thì đấy, về cơ bản rank cao lúc nào cũng combo như thế thôi. Anh em để một cái chấm đen, anh em nhìn mỡ đang để này. Sau đó anh em hãy nhảy vào với chiêu cuối, combo sẽ là 3-4-2-1-4. Anh em hiểu không ạ? 3-4-2-1-4, anh em nhớ chưa? 3-4-2-1-4, làm thật nhanh tay vào. Đó là cái combo hai lần chiêu cuối của con Lunox này và mang đến cho Lunox một cái pha giao tranh có thể nói là rất là an toàn với chiêu cuối dạng bất tử và không bị dồn đam. Còn ở đây là giao tranh được nổ ra, mỡ sẽ cân nhắc sử dụng cái combo đấy nha. Tuy nhiên nếu như mà đồng đội tạo cho mỡ thế đẹp thì dĩ nhiên dùng cái chiêu cuối rồi sau đó bắn chiêu 2 liên tục như thế này, nó vẫn là cái kỹ năng tối hóa sát thương nhất anh em nha.
Tywill anh ta không thở nổi, anh ta bay màu, anh ta mất đi cho mình đó là cái giáp. Và mợ có tốc biến trong cái tình huống này, truyền dạng ánh sáng và bật chiều cuối dạng ánh sáng để mà ôi cảm giác nó bị hơi sai sai ấy nhở. Nhưng mà mợ vẫn còn chiều cuối dạng bóng tối này, nhảy thẳng vào mặt của Bruno luôn. Và mợ vẫn còn, đó là cái đóng băng, phịt thêm cái nữa này. Bruno bay màu nhưng mà mợ đánh hơi láo cho nên mợ cũng lên bảng luôn rồi anh em ạ. Anh em thấy không? Đôi khi kiểu mình đánh láo láo như thế là bởi vì kiểu mình cảm giác là team mình được phép đánh thế. Mà thôi, chết đến mạng thứ 3 thì mỡ nghĩ rằng là trận đấu này nếu như mà chết thêm thì về cơ bản sẽ là hơi toang. Cho nên là thôi, mỡ sẽ không đánh láo nữa nha. Mỡ sẽ bây giờ tuân thủ theo đúng cái combo của Lunak bây giờ là 3, lúc nãy mỡ đọc là gì nhỉ? 3-4-2-1-4, đúng ạ. 3-4-2-1-4, anh em nhớ chưa ạ? Đúng nhỉ? Đúng rồi. 3-4-2-1-4 thì nó sẽ thuận lợi, hoặc là 4-3-2-1-4 tùy anh em. Tức là cái chiêu thứ 3 này anh em bắn khi nào anh em cảm giác là nó sẽ hợp lý để mà trúng kẻ địch, được chưa ạ? 3-4-3 tức là bắn chiêu thứ 3, sau đó 4 là chuyển dạng bóng tối để nhảy lên đúng không? Xong rồi đâu, nó phải là 3-4-1 3-4 mỡ nhầm à? Nó phải là thôi kệ, tí nữa tính sau anh em. Đây mà mỡ cho anh em xem con Lunok nha. Nhảy này, này anh em nhìn kìa, bắn này, nhìn máu con lót kìa. Trời ơi, thốn chứ anh em. Sát thương từ nãy đến giờ gây được hơn 30.000 đam là đam của mỡ đấy, chứ không phải đam của con Moscow đâu anh em ạ. Vợ đây giao tranh được nổ ra để mỡ cho anh em xem cái combo của con Lunok nha. Anh em nhìn kỹ và anh thôi mỡ không cần đọc, anh em nhìn này. Tốc biến chiều cuối trước này, 3 này, chiều 1 này, chuyển dạng ánh sáng, được chưa? Đấy, combo của con Lunok ở trong giao tranh tổng nó là như vậy anh em ạ. Chứ không phải là anh em nhảy lên về cái chiêu cuối xong anh em bắn chiêu 2 đâu. Và như vậy là mỡ đã dồn sát thương vào giàn năm sau. Và hạ gục đi được đó là Sicilian. Qua đó trừng phạt Sicilian, cho Sicilian một cái bài học đấy là chơi chưa chắc đã win thì đừng có nháy đèn, không là ối con sông quê đấy anh em ạ. Và ở đây là ui dồn Pakito đấm kìa. Ui dồn Pakito nó đấm xong đó là một cốp kìa. Và một cốp cũng đi chân lạnh toát. Mỡ dùng chiêu cuối dạng ánh sáng để dọn dẹp cái đợt lính này ở đây. Và sẽ cùng cái Colossus này kết thúc bằng cách phá hủy nhà chính của team bạn tại đây. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Lunox ở mùa giải thứ 22 trong cái trang phục rất lâu rồi mỡ chưa làm. Nếu anh em thấy video clip này thú vị đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Peace.